Những phim Trung Quốc bị đánh giá thấp nhưng lại thành công bất ngờ. Màn ảnh nhà Hoa ngữ có rất nhiều bộ phim khi chưa lên sóng đều bị đánh giá thấp, thậm chí khán giả cho rằng những phim này sẽ thất bại. Nhưng có lẽ chính họ cũng không ngờ những dự án từng bị dự đoán là dở tệ, cuối cùng lại có thể làm mưa làm gió trên màn ảnh. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những bộ phim tưởng không thành công nhưng thành công không tưởng này nhé. Thứ nhất, Cẩm Y Chi Hạ. Cẩm Y Chi Hạ là một trường hợp thành công bất ngờ khi lên sóng. Cặp đôi chính do Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận thủ vai, vốn không phải là những diễn viên quá nổi tiếng thời điểm đó. Thêm vào đó, Cẩm Y Chi Hạ lại nằm kho suốt 2 năm trời rồi mới được lên sóng nên khán giả từng không kỳ vọng quá nhiều. Nhưng Cẩm Y Chi Hạ lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục và trở thành một trong những bộ phim hot nhất khoảng đầu thời điểm, đầu năm 2020. Trần Đình Lệnh. Nguyên tác của Trần Đình Lệnh là Ma Đạo Tổ Sư đã quá nổi tiếng lên bên Nam Mỹ, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhật Bác khi nhận phim đều không phải là ngôi sao đình đám trong làng giải trí. Từ một bộ phim từng bị nghĩ là sẽ thất bại, Trần Đình Lệnh lại có thể thành công và là phim tình huynh đệ nổi tiếng nhất từ trước tới nay. Sau thành công quá bất ngờ của Trần Đình Lệnh, thị trường phim Nam Mỹ cải biên ngày càng mở rộng, các nhà đầu tư và các diễn viên cũng nhanh chóng tấn công vào thể loại phim này. Sơn Hà Lệnh. Khi mà Trần Đình Lệnh đã quá thành công thì áp lực đối với Sơn Hà Lệnh càng thêm nặng nề. Dù đã từng bị đánh giá rất thấp, nhưng khi lên sóng thì Sơn Hà Lệnh đã trở mình. Sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi Trình Trương Chiết Hạn, Cung Tuấn cũng đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Tư Đằng. Cảnh Điềm và Trương Bân Bân vốn không phải là những diễn viên được đánh giá cao trên màn ảnh nhỏ, nên sự hợp tác của họ trong Tư Đằng không được nhiều người kỳ vọng. Tuy nhiên, kịch bản phim mới lạ và cuốn hút, đặc biệt là Cảnh Điềm trong vai Tư Đằng không chỉ xinh đẹp mà còn có diễn xuất tốt. Chemistry giữa cô và Trương Bân Bân cũng không thể chê vào đâu được. Nhờ bộ phim này mà sự nghiệp của Cảnh Điềm và Trương Bân Bân cũng bước sang một chương mới. Ngựa Tứ Tiểu Ngộ Tác. Là dự án kinh phí thấp của Tencent, lại quy tụ dàn sao ít được biết đến là Tô Hiểu Đồng, Vương Tử Kỳ, nên ban đầu không ai nghĩ Ngựa Tứ Tiểu Ngộ Tác có thể thành công được. Nhưng với kịch bản ấn tượng, những màn phá án kịch tính pha thêm nhiều tình tiết hài hước khiến Ngự Tứ Tiểu Ngộ Tác thu hút được sự chú ý từ khán giả. Trong khoảng thời gian lên sóng, sức hút của Ngự Tứ Tiểu Ngộ Tác khá lớn, luôn nằm trong top 5 bộ phim có chỉ số lượt xem cao nhất. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!